Đây là dòng mai Nhị Ngọc Toàn khách ơi. Và Nhị Ngọc Toàn là một cái trong những cái dòng mai giáo đột biến ha. Đây có một cánh nó đang điểm vàng nè cả nhà. Còn những cánh còn lại thì nó có viền viền vàng ở giữa ha. Rồi một số thì nó như thế này đây. Hôm nay thì nó hoa nó đang nở hoa nè. Đó, hoa nó thơm nha. 8 đến mười mấy cánh luôn cả nhà. Cái nhị nó rất là rõ nét luôn á. Rồi bông chùm luôn. Và rồi Quỳnh đang có một cái lô mai Nhị Ngọc Toàn giống đó, để cho cả nhà mình sưu tầm về lấy một ít bo. Chiều cao tầm khoảng cỡ gan đến gan rưỡi tay của Quỳnh thôi đó, nhưng mà nó cũng sưu tầm lấy bo được. Bởi vì là Quỳnh thấy cái màu da lương nè, đó nó đã đa số nó đã già bo rồi. Thì giờ mình sưu tầm giống thì nó chỉ có tầm này thôi nha khách ơi. Cây á, bây giờ là nó quấn rễ nè. Được quấn rễ cái gốc á. Em ghép với những cái gốc quấn rễ nó rất là đa dạng luôn. Đó, em lấy một số ra cho cả nhà mình xem nha. Nói chung là không có lựa gốc, nhưng mà nó sẽ đều có quấn rễ lộn xộn như vậy cho quý khách nè. Đó. Rồi, 100 ngàn một cây, 3 cây em Quỳnh bao ship và 10 cây em tặng một. Đó với dòng Nhị Ngọc Toàn á cả nhà. Thì nó là một trong những cái dòng mai sinh trưởng mạnh ha. Và dễ chăm và lạ nữa. Có khi thì nó sẽ nửa bên á, nửa bên cái bông á là nó sẽ màu màu vàng không, và nửa bên còn lại nó sẽ là màu kem, hoặc có khi là màu màu trắng, cánh trắng rồi nó lại viền á, viền cái đường vàng như thế này. Rồi, và quý khách mình sưu tầm thì nhanh tay liên hệ với Quỳnh. Đó. À, bởi vì cái dòng này á là nó đang được rất là nhiều quý khách yêu thích luôn. Đây cả nhà. Cây á thì nó không có bự lắm nha, nó không có bự lắm cả nhà, bởi vì đây là hàng giống ha. Để mình về mình sưu tầm mình lấy bo, hoặc là mình trồng đất thôi cả nhà. Thì giống thì nó như vậy là tương đối là cứng cáp rồi ạ. Rồi, đây là dòng Nhị Ngọc Toàn. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu thêm một loại nữa. Siêu bông Bình Lợi đang là một cái giống mai mà phải nói sưu tầm rất là nhiều. Và phải hình hầu như là rất là nhiều cái lô ghép. Cái lô này là ghép gần nhất ở đây. Đó, cả nhà xem nè. Đó, sau mấy lô kia, mặc dù vậy thì quý khách cũng vẫn có nhu cầu rất là nhiều để mình sưu tầm giống. Bởi vì sao nè, em giới thiệu thêm cho cả nhà mình ha. Cái dòng siêu bông Bình Lợi này nó mạnh dữ lắm. Nó rất là mạnh. Và phơm bông nó cực kỳ đẹp luôn. Hoa của nó dao động từ 8 cho đến là 16, 17 cánh ha. Bông chùm và thơm. Thì bây giờ là hầu như là ai cũng đang sưu tầm cái dòng này. Bởi vì hoa nó quá đẹp và nó lâu lâu tàn đó mọi người. Đó, và do đó thì cái nhu cầu mai giống của bên Quỳnh đó. Đây em ghép nè. Bây giờ nó còn non bo ha, nó chưa có già bo lắm nha cả nhà. Đó, nó chưa có già bo lắm nè, nhưng mà đổi lại mấy cái lô này nè. Cái gốc á là nó rất là quái và nó đủ đa dạng luôn. Nói chung là nó có quấn rễ nha. Và to, cái gốc nó to chứ nó không có nhỏ ha. Rồi, nó to là nó xem á là mấy ngón tay em với to ngón tay em ha. Rồi đây cả nhà. Nó cao tầm khoảng cỡ gan cho đến gan mấy tay của Quỳnh thôi. 100 ngàn một cây, 3 cây em Quỳnh bao ship, 10 cây em tặng một. Và quý khách thông cảm giùm em á là bo nó chưa có già mà em gửi với lý do là thật sự đang rất là hút về siêu bông Bình Lợi luôn. Và vườn của Huỳnh là bao giống cho mình nha. Tất cả các loại mai bên vườn Huỳnh em đều bao giống cho mình. Đó, đây siêu bông Bình Lợi ha. Rồi Quỳnh biết rằng á, khi mà lên cái lô mai á, là siêu bông Sài Gòn cao từ 70 đến 1 mét. Nhiều quý khách cũng băn khoăn lo lắng là không biết có đúng giống hay không. Mà bán sao mà có 100 ngàn cây và 3 cây á, là bao ship. Thì cái dòng này á, cả nhà nó sinh trưởng rất là mạnh nha. Và em Huỳnh ghép với cái gốc mà quấn rễ á, đa dạng lắm. Và hôm nay trộm vía nè, em sẽ trả lời cho cả nhà mình nè bằng là cái bông hoa như vậy đây. Đây cả nhà xem nè, nó có những cái bông hoa gió ha. Đó, hoa 8 đến 12 cánh và phơm bông cũng khá to nha. Đó, nó cũng bông nó cũng rất là vip luôn á. Rồi, chẳng những có một bông mà nó có vài bông nữa nè. Đó, cả nhà thấy không? Nó nhiều cánh và nó thơm như thế này luôn. 8 đến 12 cánh nha cả nhà. Đó, số cánh của giảo như vậy là cũng rất là ok ha. Rồi, từ 70 cho đến là 1 mét luôn á cả nhà. Cây thì nó xem cái gốc á, nó xem với cái bo nhìn nó cũng khá cứng cáp luôn. Rồi ai thích thì mình chọn cái dòng này cả nhà. Đó, trồng đất cũng được nè, hoặc là mình lấy bo mình ghép thì quá nhiều luôn. Khi chúng ta lấy bo xong rồi thì cây nó sẽ phân tán chia cành nhánh thêm ha. Rồi siêu bông Sài Gòn nha khách ơi, an tâm thì hãy liên hệ cho vườn mai Như Huỳnh nha. Rồi bên đây là dòng mai Thọ Hương nè. Hôm nay thì nó cũng có một cái bông nó đang nở nè. Thì thời điểm em quay này là sau Tết nên thành ra hoa nó cũng lác đác ha mọi người. Đây ha. Đây là Họ Hương nha. Họ Hương này thôi, Hương em Huỳnh ghép nó cũng hiện tại nó cũng xem là nó liền cốt với gần liền cốt rồi. Khách xem nè,
được quấn rễ lộn xộn ha, lò xo, củ nổ nè, quái rồi thỉnh thoảng có thú nữa. Và cái form của nó là form lùng lực ha, nó có chia chèo nhánh và đặc biệt có nút nụ. À, nó có nút nụ rất là nhiều để cho mình về mình tép mặt hoa. Rồi, cả nhà xem nè, em sẽ quay một số cây cho cả nhà xem ha. Nó chiều cao trung bình nó là tầm khoảng cỡ 40 cho tới là 60cm, 55-60 cả nhà. Ai cây như vậy nè, nó có quấn rễ hết nha. Và đặc biệt đó là nó hơi xem là gốc với bo nó đã gần bằng nhau rồi. Cây nhìn rất là cứng cáp ha. Em để xa thiệt là xa cho mình xem nè. Đó, cây nó nụ, bây giờ nụ rất là nhiều. Rồi quý khách có thể sưu tầm lấy bo được luôn cả nhà. Đó, vừa để ghép luôn. Và một cây như thế này nè cả nhà, một cây là chỉ có 60.000 một cây thôi. Và 5 cây là 300.000 là em Huỳnh bao phí vận chuyển ha. 10 cây là em tặng một. Và nó đều như vậy á. Đó, cả nhà xem nè, số lượng rất là nhiều ha. Rồi, quấn rễ đủ kiểu hết trơn luôn. Đó, cả nhà xem nút nụ nè, quá trời luôn á. À, một điều lưu ý á, nếu như quý khách á, là sợ thọ hương á, mà nó thưa nụ, nó thưa tàn, thì cỡ như nhỏ nhỏ vậy nè, là mình sẽ bấm chèo ha. Ví dụ như giờ cây này đi mình trồng xuống, mình muốn cho nó nhặt nhánh để nhặt tàn, nó lùng lực mà nó có nụ, thì mình sẽ ngay chỗ này nè, mình sẽ bấm ngọn thì nó sẽ ra chèo những chỗ mắc ngủ á. Đây ha. Rồi, có những quý khách mà không có thích phơm lùng á, mà thích phơm mà thông thông như vậy, có điều chi cành nhánh thì mình chọn những cây này. Nói chung là nó có nằm trong cái lô đó, là giống như em giới thiệu ha. Nó đa dạng như vậy á mọi người. Đó, nằm trong cái kích cỡ mà em giới thiệu luôn. Rồi, đang nằm trong cái chậu là chậu C6 luôn ở nhà ơi. Cứng cáp nha, quấn rễ là đa dạng lắm. Rồi, ai thích thì mình chọn cái lô này luôn cả nhà ơi. 60.000 một cây à, 5 cây em Huỳnh bao ship. Và quý khách có thể sưu tầm loại này với những loại khác bên vườn Huỳnh cũng được ha. Số lượng đều như vậy ha khách ơi. Rồi, đây là dòng mai cúc thọ hương. Rồi, cái màu lá cẩm thạch này, cái gì mà đẹp quá chừng đây. Đây chính là thọ hương lá cẩm thạch nha khách ơi. Trời ơi, cái màu hồng của nó rất là đẹp luôn. Đợt cái lá non á cả nhà, nó còn đỏ đậm hơn nữa ha. Thì bây giờ hiện tại á, là cây nó cứng cáp lắm luôn á quý khách. Ghép cái gốc quấn rễ đẹp lắm. Rồi ha, mẫu này á, thì cả nhà xem nè, lấy bo cũng được rất là nhiều, chỉ có 70.000 một cây thôi. Và quý khách lấy 4 cây là bên em bao ship, nếu như mình có thể là chọn với những cái giống khác nữa. Cả nhà xem nè, cái này ghép lâu rồi chứ không phải là mới ghép non chẹp. Đó, không phải mới ghép non chẹp như thế này. Lý do là cái màu da lương của nó nè. Đó. Rồi ha, lấy bo được nhiều nha. Cao tầm khoảng cỡ 40 cho đến 60cm luôn. Rồi, quý khách mình muốn sưu tầm á, cái dòng họ hương lá cẩm thạch, hoa màu vàng thơm, thì mình hãy chọn cái lô này. Và đây chính là cái dòng mai đột biến nha cả nhà. Dòng mai đột biến ha. Rồi, còn bên vườn mình còn rất là nhiều giống nữa. Và em hẹn cả nhà mình video sau, em sẽ giới thiệu thêm nữa ha. Thì vườn của em thì cũng có rất là nhiều loại nha cả nhà. Rồi, đây là một trong những cái dòng mai á, là nhiều cánh màu trắng, đó là cúc bạch mai cả nhà. Và cái lô này á, thì Quỳnh thấy nó rất khá là cứng cáp nha. Cúc bạch mai là thân mành. Đây, cả nhà nhìn xem nè, em ghép cái gốc nó cũng tương đối là rất là khỏe, cứng cáp nha. Nó là thân mành nè, nên á, cây nó không có cao lắm, nó không có bự lắm cả nhà. Nó tầm cũng khoảng gan mấy thôi. Nhưng mà quý khách về có thể sưu tầm lấy bo nha. Để chi? Để mình ghép vào những cái cây mai phôi á, thì nhờ cái sức mạnh của cây mai phôi đó đó, và nó có nhiều nhánh nữa, thì nó sẽ tạo thành một cái cây mai cúc bạch mai rất là đẹp và khỏe ha. Nhánh nó sẽ to hơn luôn. Còn bây giờ Quỳnh đang bán cái loại này là loại là ghép cái hàng gốc nhớt và giống, để cho cả nhà mình sưu tầm giống thôi ha. Rồi, cây bây giờ không có cao lắm nha. Đó, cây như vậy là 200.000 một cây. 2 cây là 400.000 là em Huỳnh bao phí vận chuyển, 10 cây là em tặng một. Nó, nếu mà như quý khách mình chọn cái dòng này thì nhớ lưu ý giúp em ha, là mình có thể sưu tầm để mà mình làm giống thôi, chứ nó không có phải là to bự lắm nha. Đó, em giới thiệu rất là tỉ mỉ để cho cả nhà mình có thể nhận dạng được. Thì đây chính là cúc bạch mai giống. Hoa của nó nhiều cánh, tầm 30 mấy cánh đổ lên. Quý khách về có thể lấy bo được. Mỗi một cái bo đó, không phải là mình 3-4 cái mắt bo là mình làm một cái bo để mình ghép cả nhà, mà làm một cái mắt lá đó. Không phải 3-4 mắt lá đâu, mà chỉ có một cái mắt lá thôi. Ví dụ như tầm chỗ này
Đây, vị trí này là mình lấy được một mắt bo, hai mắt, ba mắt ví dụ vậy. Chứ không phải là nguyên một nhánh như vậy, trời ơi, nó ngắn ngủn mà được bao nhiêu bo ha. Thì cái dòng này thì nó hơi tương đối mắt thôi, so cao so với những cái dòng khác nha cả nhà. Và bởi vì sao biết không ạ? Nó rất là mạnh nha. Khi mà đóng vào những cái cây mai phôi á thì những dòng mai khác á nó có thể là cực châm, nhưng mà cái dòng này cúc bạch mai là châm dễ ha. Rồi, cây á thì nó bây giờ nó khá là cứng cáp như vậy luôn ạ. Rồi ai thích thì chọn này giúp em luôn, cúc bạch mai nha cả nhà. Đây, một số cây nó như thế này cả nhà. Rồi đây là dòng cúc bạch mai luôn ạ.